nhiều nha mấy đứa. Lâu lâu mới có được bữa ăn no nê vậy đó. Phải chứ, ngày nào cũng được ăn vậy, ngon ha. Gì? Lát nữa mình gom một bọc về cho tụi nhỏ ăn cho nó sướng. Ủa, mà sao thằng Tí với thằng Tèo đi đâu? Sao tụi nó không về ăn ha? Hai cái thằng này kỳ thiệt. Đi đâu vậy cả? Gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, vui quá trời quá đất luôn. Ủa, mọi người không ra bờ sông coi mà không đi buông. Ôi, cơm vô ngồi ăn đi, ăn hết giờ. Ủa, có thiệt hả? Hồi hôm tôi nghe thằng Tèo nói. À, mà có thiệt không vậy? Mà sao bà không kêu tôi đi với? Làm gì có. Mới hồi đầu tôi nghe á, trời ơi, tôi cũng tin thiệt. Cái mọi người bù đen bù đỏ ra bờ sông coi. Rốt cuộc đâu phải bà hung đi buông đâu, mà toàn là than không mà. Mọi người vớt lên là than. Than đó biết không? Trời ơi, không biết đứa nào mà chơi ác ghê vậy đó. Bởi vậy mấy người dễ tin quá à. Nghe xong thì mình phải suy nghĩ đúng sai rồi mình hãy đi. Nhưng mà than hả? Than, trời đất ơi. Cái bao than. Than hả? Lại sao? Bà nói gì không hiểu gì hết trơn hả? Làm sao vậy Sủ? Trời ơi, bỏ qua đi. Còn mày nữa, lo ăn đi rồi còn đi làm nữa kìa. À, dì ba, hèn chi thằng Tí nó nói kỳ này ai nấy sắp được ăn tiệc rồi. Rồi ha, biết hết rồi ha. Trời ơi, trời đất quỷ thần ơi, hai thằng quỷ nhỏ, nhất là cái thằng quỷ nhỏ nhất à. Kỳ này hai đứa bay về, hai đứa bay chết chứ tao.